Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Liệu rằng anh em có biết Tiểu Uy Tiên và Cổ Uyên Nhi, hai đại nữ thần bắt tay so tài, nếu Tiêu Viêm không kịp lên tiếng ngăn cản, kết quả cuối cùng ai sẽ mạnh hơn hay không? Theo nguyên tắc gốc, rất có thể Tiểu Uy Tiên sẽ bị Lâm Lao đánh bại. Cổ Uyên Nhi đến Diệp Thành chỉ với mục đích là cứu Tiêu Viêm, vậy nên sống chết của Tiểu Uy Tiên thật sự là không liên quan gì đến cô ấy. Là đại tiểu thư của cổ tộc, Uyên Nhi không chỉ xinh đẹp mà còn có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khi mà còn ở cổ giới, Uyên Nhi đã biết bên cạnh Tiêu Viêm có một hồng nhan tri kỷ xinh đẹp, người đó chính là Tiểu Uy Tiên. Theo báo cáo của Lăng Ảnh, Tiểu Uy Tiên sở hữu thiên sinh ách năng độc thể và khi đến Trung Châu đã bị Băng Hà Cốc để ý. Tiêu Viêm đã không ngần ngại đắc tội với Băng Hà Cốc để cứu Tiểu Uy Tiên. Điều này chứng tỏ Tiểu Uy Tiên chiếm một vị trí rất là quan trọng trong lòng của Tiêu Viêm. Uyên Nhi thông minh tuyệt đỉnh, có hiểu rõ mối quan hệ mập mờ giữa Tiêu Viêm và Tiểu Uy Tiên. Nói thẳng ra, Uyên Nhi đã coi Tiểu Uy Tiên là tình địch. Chính vì vậy, khi mà gặp tình địch khó mà giữ được bình tĩnh, đặt mình vào vị trí của một người yêu, tình yêu ngọt ngào sẽ khiến một người trở nên ích kỷ. Và Uyên Nhi chắc chắn không muốn Tiêu Viêm có thêm một hồng nhan tri kỷ nào khác ở bên cạnh. Điều này đã được thể hiện rất rõ khi mà Uyên Nhi xuất hiện trước đó. Băng Tôn giả tuyên bố sẽ không ra tay với Tiêu Viêm, thế nhưng nhất định phải mang ách năng độc thể đi. Khi đó Uyên Nhi đã nhìn Tiểu Uy Tiên một cái, do dự trong chốc lát rồi với quyết đoán tuyên bố rằng hôm nay không ai có thể rời đi. Vì sao Uyên Nhi lại do dự? Rõ ràng cô đang cân nhắc có nên cứu Tiểu Uy Tiên hay không. Như đã nói, Uyên Nhi đã coi Tiểu Uy Tiên là tình địch. Còn về phía Tiểu Uy Tiên, cô cũng hiểu rõ rằng mỹ nữ vừa xuất hiện này chính là Tiêu Uyên Nhi mà Tiêu Viêm thường nhắc đến. Tiểu Uy Tiên không ngốc, cô sớm đã coi Uyên Nhi là tình địch. Chính vì vậy, bề ngoài hai người chỉ bắt tay chào hỏi, thế nhưng thực chất là đang ngầm đấu đá không ai chịu thua ai cả. Theo mô tả trong nguyên tác, khi mà hai người bắt tay, Uyên Nhi đã xuất kim đế phần thiêm viêm vào lòng bàn tay. Tiểu Uy Tiên thì cũng không kém, cô phóng ra một luồng khí xám, đó chính là ách năng độc thể. Hai luồng sức mạnh mạnh mẽ âm thầm đối đầu, khiến khi hai người bắt tay phát ra tiếng xì xì va chạm. Vấn đề chính là sức mạnh của ai mạnh hơn. Lúc đó Tiểu Uy Tiên đã đạt đến cấp độ đỉnh cao của đấu tôn nhị tinh và thực lực của cô còn vượt trội hơn so với Thanh Hải Tôn giả. Nếu hai người tiếp tục đánh nhau, ngay cả Thanh Hải Tôn giả cũng chưa chắc phải là đối thủ của Tiểu Uy Tiên. Còn về thực lực của Tiêu Uyên Nhi, nguyên tắc không nói rõ, thế nhưng dựa trên những gì cô đã thể hiện trong các trận chiến trước đó, có thể thấy rằng cô chưa đạt đến cấp độ đấu tôn. Nói một cách khác, Uyên Nhi có lẽ không phải là đối thủ của Tiểu Uy Tiên. Tuy nhiên Uyên Nhi còn có trong tay kim đế phần thiêm viêm, vậy nên độc khí của Tiểu Uy Tiên không thể nào dễ dàng gây hại cho cô trong một thời gian ngắn. Điều này được chứng minh qua một tình tiết rõ ràng. Khi mà hai luồng đấu khí va chạm, Lâm Lão và Viêm Lão đều đã tiến lên một bước, sẵn sàng ra tay với Tiểu Uy Tiên. Nếu Tiểu Uy Tiên tấn công Uyên Nhi, hai người họ chắc chắn sẽ ra tay. Cả hai đều đạt đến cảnh giới đấu tôn ngũ tinh và lục tinh, đối phó với một đấu tôn nhị tinh như Tiểu Uy Tiên hoàn toàn dễ dàng. Dĩ nhiên Tiêu Viêm đã nhìn thấy tất cả, anh biết rằng hai cô gái vẫn đang ngầm đấu đá. Sau đó Tiêu Viêm lập tức lên tiếng. Ngay khi Tiêu Viêm lên tiếng, hai nữ thần lập tức thu lại đấu khí, luồng khí xám và ngọn lửa vàng cũng nhanh chóng biến mất, tránh được một cuộc chiến ghen tuông vô nghĩa. Sau đó hai người bắt đầu khen ngợi lẫn nhau. Tiểu Uy Tiên khen Uyên Nhi là nữ thần trời sinh và rằng danh tiếng của cô quả không hổ danh. Còn Uyên Nhi thì lịch sự cảm ơn Tiểu Uy Tiên đã chăm sóc Tiêu Viêm. Như vậy cuộc so tài để căng thẳng qua cái bắt tay cũng kết thúc một cách lịch sự. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.